đi xa nữa nhá, mẹ hãy gần nhà nữa nhá. Mẹ đi hái ra bao đi bán. Con ở nhà ngồi đây để mẹ nhá. Con đi lấy, xong tí con theo mẹ đi được. Con đi lấy cái bao về vị. Mẹ ơi. Hả? Mẹ
ra bao. Nó mọng lớn rồi nó chẳng ra em. Thế? Đỡ chưa? Đỡ ốm chưa? Hả? Chả thêm một gông đi nhá. Có đất phải nhặt thế đó. Không nhặt đất đâu. Nhặt ở trên này này, sạch sẽ. Thì lấy gì? Nhà nó mập á. Để xong nó mọc được không? Ừ, mai nó mọc hả? Nè. Mẹ. Ở kia cũng có mà mẹ. Bên kia không hái nữa. Để. Để đi nhà mình ăn á. Để đi nhà mình ăn. Về đó. Ừ. À, con đâu? Con là con đồ đó. Mẹ lấy ra đây này, bố đi. Bố theo bố. Cầm như thế này. Đây. Đây cho mẹ này. Đẹp thế. Bốn thế này này. Mẹ có món bùa. Để đây xong tính mới đăng. Mẹ chưa rồi nha. Bỏ một nắm xuống đây này. Thank you.
con gì đi nhờ nhờ nhờ. Để như con này. Chỉ như con mẹ sao để hết. Em có thể rửa đâu. Dám vào đây rồi. Đi đi sang đây. Không, nhẹ lắm. Thôi. Nhẹ á? Thế khai bùi nhá. Dao nhẹ thôi mà, có mảng không à? Mẹ nhẹ không? Ô mẹ, nếu là con bùi chữ, ô mẹ nặng một tí mà. Đi về đi. Yeah.
nằm ở đây, nó không nằm ở đây. Tìm, tìm, tìm. Ui, ui, nhiều lắm này. Ui. Đi đâu hết rồi? Có được con nào không? Con đi lấy rổ xong đi lấy ra bé ra. Rổ ở kia. Con đi. Con đi à? Con đi mẹ đi nữa. Lấy ra bé ra này. Đây đây rồi đấy. Xem nhá, nó ra nhá. Để ba đi. Con lấy cám cho má. Cám đi. Nhà ừ, ra đi. Cô gọi nó về ăn à? Không biết gọi. Cô biết gọi thì bảo chăn ra. Không, không, không. Chén nó đi, nó về ăn. Chén cho ai à? Im nào, im, im à. Tí nó lại chạy. Đi xem bao nhiêu con. Nào, đếm như kia. 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 4 đôi, 5 đôi, 6, 7. Nếu có 7 đôi một con. 7 đôi là bao nhiêu? Con gà kìa. Mẹ. Cái gì? Con mẹ làm gì? Mẹ hôm nay ở trong này mà. Chị ơi, thì cái này đẹp không? Nó sắp mỏng rồi. Cái này cũng đẹp hơn mà.
Cái đấy gốc hoa kèn đấy, không phải củ quải đâu, xem nó mọc hoa gì kìa. Không phải củ quải đâu. Cái đấy là hoa kèn. Không phải củ quải. Thế được của họ qua ở sao không nhớ? Chị ạ? Chị hỏi cái vụ nó thôi. Hoa loa kèn đó. Con cứ đào ở đó nhỉ? Con đi lấy con vàng. Trời sắp mưa rồi á.